Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Phúc. Chương trình hôm nay có những tin chính sau đây. Thường trực Tỉnh ủy nghe báo cáo tiến độ công tác chuẩn bị bầu cử. Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan trao tặng sách cho thư viện các trường học. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Duy Thành nói chuyện chuyên đề với câu lạc bộ hưu trí tỉnh. Bây giờ là nội dung chi tiết. Chiều nay, Thường trực Tỉnh ủy họp nghe Ủy ban bầu cử tỉnh báo cáo tiến độ công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15, bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa 14 tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo bầu cử tỉnh chủ trì hội nghị. Cùng dự có các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo và Ủy ban bầu cử tỉnh. Sau khi nghe Ủy ban bầu cử tỉnh báo cáo tiến độ công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15, bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan nhấn mạnh, cuộc bầu cử là nhiệm vụ chính trị quan trọng của tỉnh. Do vậy, cả hệ thống chính trị cần quyết liệt vào cuộc để lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử. Đối với tiểu ban văn bản, pháp luật và tuyên truyền, cần chỉ đạo các cơ quan liên quan tập trung tuyên truyền thành tựu kinh tế xã hội của tỉnh trong nhiệm kỳ, thông tin tiểu sử và chương trình hành động của ứng cử viên, tăng cường tuyên truyền trực quan trên địa bàn tỉnh và các địa điểm bỏ phiếu, phát huy hệ thống truyền thanh cơ sở trong tuyên truyền bầu cử để thông tin những quy định của pháp luật về bầu cử, những điểm mới trong bầu cử. Đối với tiểu ban nhân sự và giải quyết khiếu nại tố cáo, tập trung xây dựng hướng dẫn cụ thể ghi tiểu sử các ứng cử viên. Các ứng cử viên trong cấp ủy, các cấp cần căn cứ nghị quyết đại hội đảng các cấp để xây dựng chương trình hành động phù hợp. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phối hợp với Ủy ban bầu cử các cấp xây dựng kế hoạch để ứng cử viên thực hiện chương trình vận động bầu cử, ra soát danh sách cử tri, nhất là đối tượng học sinh, sinh viên, công nhân. Về thành lập tổ bầu cử, cần lựa chọn người có kinh nghiệm và trình độ tham gia. Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan yêu cầu Ủy ban Nhân dân tỉnh bố trí kinh phí để tổ chức tập huấn cho các tổ bầu cử. Đối với tiểu ban an ninh trật tự, y tế, cần nắm chắc tình hình an ninh trật tự ở cơ sở và của từng khu vực bầu cử, có kế hoạch giải quyết tình hình an ninh trật tự cho từng khu vực bỏ phiếu, tham mưu cho cấp ủy chính quyền tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc ở cơ sở, có phương án bảo vệ an ninh chính trị nội bộ cho người ứng cử, tập trung đảm bảo an toàn cho các cuộc vận động bầu cử, bảo vệ an toàn hòm phiếu, chủ động các phương án đảm bảo phòng chống dịch COVID-19. Ban dân vận các cấp nắm chắc tình hình, làm tốt công tác tuyên truyền vận động, tạo sự đồng thuận trong nhân dân để tổ chức thành công cuộc bầu cử. Sáng nay, đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa 14 tỉnh đã đến thăm và trao tặng sách cho thư viện các trường học trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên, các huyện Vĩnh Tường và Yên Lạc nhân ngày sách Việt Nam lần thứ 8. Cùng dự có đồng chí Phạm Hoàng Anh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh. Theo báo cáo của trường Trung học cơ sở Tô Hiệu, thành phố Vĩnh Yên, hiện nay thư viện nhà trường đã được đầu tư khang trang, hiện đại với tổng diện tích gần 340 m² với 927 đầu sách và 3.700 bản sách phục vụ cho gần 900 cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh. Để phát huy hiệu quả của thư viện, nhà trường đã lên kế hoạch phục vụ trong các tiết chính khóa, ngoại khóa, tổ chức tuyên truyền, giới thiệu sách mới, thi đọc sách, kể chuyện theo sách và nhiều hoạt động thiết thực khác. Thư viện được nhà trường xây dựng theo hướng thư viện mở, thân thiện, góp phần khôi phục và thúc đẩy văn hóa đọc trong môi trường giáo dục. Ghi nhận những kết quả nổi bật trong hoạt động giáo dục của nhà trường cũng như việc phát huy giá trị của thư viện đối với văn hóa đọc, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan nhấn mạnh, năm 2021 là năm đầu thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 17. Bên cạnh tập trung các khâu đột phá, tháo gỡ điểm nghẽn cho phát triển kinh tế, tỉnh tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp đảm bảo an sinh xã hội, quan tâm phát triển sự nghiệp giáo dục đào tạo. Đối với các nhà trường, trong đó có trường Trung học cơ sở Tô Hiệu, bên cạnh việc thực hiện nhiệm vụ giáo dục theo chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo, cần quan tâm thúc đẩy văn hóa đọc trong giáo viên và học sinh. Chúng tôi cũng rất mong muốn là thông qua cái ngày sách Việt Nam gửi đến các thầy cô và các em học sinh
một cái thông điệp rất quan trọng, đó là phải làm sao để cho các em hiểu rằng sách là người bạn thân thiết, là người thầy chân tình và vạn năng. Không phải chỉ có các thầy cô, mà sách là công cụ để các thầy cô đưa các em đến với một cái thế giới mới, định hướng cho các em về đức trí thể mỹ, giáo dục cho các em biết cách làm người một cách văn hóa nhất. Có thể những cái bài giảng của thầy cô trên lớp khẳng định cái tri thức của nhân loại, nhưng mà sách sẽ hỗ trợ một cách mềm mại để những tri thức đó đi vào tâm hồn các em và biến nó trở thành tri thức của các em. Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan đề nghị ngành giáo dục và đào tạo tiếp tục quan tâm hơn nữa đến việc phát huy hiệu quả mô hình thư viện trong trường học, cấp ủy chính quyền địa phương bố trí nguồn lực để đầu tư xây dựng các thư viện trường học đảm bảo về quy mô, thẩm mỹ, tiện lợi và các điều kiện phục vụ nhu cầu đọc sách trong nhà trường. Các trường học nghiên cứu xã hội hóa việc huy động các đầu sách, nguồn sách cho thư viện. Các bậc phụ huynh phối hợp chặt chẽ với nhà trường trong việc giáo dục nhân cách, đạo đức, tri thức, văn hóa ứng xử và vốn sống cho học sinh để các em tránh xa các tệ nạn xã hội, có lối sống và ứng xử phù hợp với thuần phong mỹ tục, trở thành công dân có ích cho xã hội. Nhân dịp này, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan và lãnh đạo các sở ngành đã trao tặng nhiều đầu sách cho thư viện trường Trung học cơ sở Tô Hiệu. Tiếp đó, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan đã đến thăm và tặng sách cho thư viện trường Tiểu học Đồng Tâm, thành phố Vĩnh Yên, trường Tiểu học thị trấn Vĩnh Tường, huyện Vĩnh Tường và trường Trung học cơ sở Tam Hồng, huyện Yên Lạc. Với sự quan tâm chú đáo của ngành giáo dục đào tạo và cấp ủy chính quyền địa phương, thư viện các nhà trường được bố trí khang trang, rộng rãi, sạch đẹp, thu hút đông đảo giáo viên, học sinh tham gia, tìm kiếm tài liệu và đọc sách. Cùng lãnh đạo các sở, ngành, cơ quan tặng sách cho thư viện các nhà trường nhân ngày sách Việt Nam lần thứ 8, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan đề nghị cấp ủy chính quyền các địa phương và các nhà trường quan tâm mở rộng không gian đọc sách trong thư viện, phát huy công năng sử dụng các thư viện, quan tâm bố trí đủ số lượng giáo viên theo quy định để phục vụ yêu cầu giảng dạy và học tập. Bên cạnh các loại sách giáo dục, cần quan tâm đầu tư các thể loại sách khoa học, tri thức, văn hóa nhằm phát huy truyền thống hiếu học, văn hiến của các địa phương. Nhân dịp này, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan đã đi kiểm tra công trình bếp ăn bán trú, các công trình phụ trợ của các trường học và đề nghị các nhà trường cần quan tâm đến công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, chế độ dinh dưỡng cho bữa ăn bán trú của học sinh, đầu tư nhà vệ sinh trường học sạch đẹp để phụ huynh yên tâm gửi con em đến trường và mỗi ngày đến trường của các em là một ngày vui. Sáng nay, câu lạc bộ Hưu Trí Tỉnh tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề định kỳ tháng 4 năm 2021. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Duy Thành đã tới dự và nói chuyện cùng với cán bộ Hưu Trí Tỉnh về tình hình phát triển kinh tế xã hội tỉnh năm 2021, những mục tiêu, nhiệm vụ giai đoạn 2021-2026 và một số nội dung quan trọng khác. Thông tin nhanh tới các đại biểu về tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh quý 1 năm 2021 và định hướng, mục tiêu giai đoạn 2021-2026. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Duy Thành khẳng định, mặc dù đại dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, song từ đầu năm đến nay, tỉnh Vĩnh Phúc đã quyết liệt, chủ động thực hiện tốt mục tiêu kép, vừa phòng chống dịch vừa đẩy mạnh các hoạt động sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội. Nhờ đó, trong quý 1 năm 2021, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh tăng trên 8,6% so với cùng kỳ năm trước. Tổng thu ngân sách nhà nước đạt trên 10.900 tỷ đồng, tăng 22% so với năm 2020. Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, an sinh xã hội, an ninh trật tự an toàn xã hội tiếp tục được quan tâm và đạt nhiều kết quả khả quan. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Duy Thành cũng thẳng thắn chỉ ra những vướng mắc tồn tại trong các lĩnh vực và cho biết, Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã và đang chỉ đạo các cấp ngành địa phương tập trung vào các định hướng lớn, nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá, giải quyết tháo gỡ các điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực phát triển kinh tế xã hội theo nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 17. Đề cập đến một số vấn đề dư luận quan tâm, nhất là việc giải quyết xử lý về giải phóng mặt bằng, tình hình xử lý việc xâm lấn đất tại một số khu vực làm ảnh hưởng đến cảnh quan đô thị trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Duy Thành khẳng định, tỉnh đã xác định 3 trụ cột trong nhiệm kỳ 2021-2026 là phát triển kinh tế, an sinh xã hội, bảo vệ môi trường. Vì vậy, Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Vĩnh Yên giải quyết dứt điểm những tồn tại hạn chế, tạo cảnh quan môi trường đô thị xanh sạch đẹp, chú trọng tới các chính sách an sinh xã hội nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân,
đồng chí mong muốn các hội viên câu lạc bộ hưu trí tỉnh tiếp tục đồng hành cùng cấp ủy Đảng, chính quyền quyết tâm thực hiện thành công các mục tiêu định hướng lớn đã đề ra bằng những việc làm cụ thể thiết thực như tích cực tham gia thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động góp phần phát triển kinh tế xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ngày càng vững mạnh, tiếp tục là chỗ dựa vững chắc của cấp ủy chính quyền và nhân dân trong tỉnh. Tại buổi sinh hoạt chuyên đề, cán bộ hưu trí tỉnh cũng nghe báo cáo viên trung ương nói chuyện về một số bệnh thường gặp ở người cao tuổi và biện pháp chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, giúp tăng tuổi thọ và sống vui, sống khỏe. Sáng nay, đoàn kiểm tra số 4 do đồng chí Nguyễn Ngọc Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Phó trưởng Ban Chỉ đạo, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh, Bí thư Thành ủy Vĩnh Yên làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra công tác bầu cử Quốc hội khóa 15 và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại huyện Bình Xuyên. Cùng đi có đồng chí Hà Quang Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, lãnh đạo một số sở ngành liên quan. Theo báo cáo của Ủy ban Bầu cử huyện Bình Xuyên, đến thời điểm này, công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đã thực hiện đúng theo tiến độ. Ủy ban Bầu cử huyện đã thành lập được 13 đơn vị bầu cử cấp huyện, 110 đơn vị bầu cử cấp xã với 120 khu vực bỏ phiếu. Sau hội nghị hiệp thương lần 3, Ủy ban Bầu cử huyện Bình Xuyên đã thống nhất danh sách 66 người tham gia ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp huyện và 640 người tham gia ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã nhiệm kỳ 2021-2026. Có 135 trên 135 thôn tổ dân phố trên địa bàn huyện thực hiện xong việc lập và niêm yết danh sách cử tri với tổng số cử tri toàn huyện là gần 95.000 người. Qua kiểm tra, đồng chí Nguyễn Ngọc Bình đề nghị các xã thị trấn trên địa bàn huyện Bình Xuyên tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, nhất là sau ngày 28 tháng 4 khi danh sách các ứng cử viên được niêm yết, giải quyết kịp thời các đơn thư khiếu nại tố cáo liên quan đến bầu cử và công bố kết quả giải quyết đơn thư trước ngày bầu cử để tạo niềm tin cho nhân dân. Đồng chí cũng đề nghị tiểu ban an ninh trật tự cấp huyện, cấp xã tăng cường lực lượng xuống địa bàn, nắm bắt kịp thời và có biện pháp xử lý khi có tình huống xảy ra. Các xã thị trấn trên địa bàn huyện cần tập trung đảm bảo công tác phòng dịch COVID-19 trong quá trình diễn ra bầu cử, chuẩn bị khẩu trang, dung dịch sát khuẩn, sẵn sàng ứng phó nếu dịch bệnh xảy ra. Đối với kiến nghị của huyện về đảm bảo quyền công dân cho các cử tri đang tạm trú trên địa bàn và lực lượng công nhân trong các doanh nghiệp, đồng chí Nguyễn Ngọc Bình giao các đơn vị liên quan có hướng dẫn cụ thể về công tác bỏ phiếu cho các cử tri tại khu công nghiệp. Trước đó, đồng chí Nguyễn Ngọc Bình và các thành viên trong đoàn đã đi kiểm tra thực tế tại xã Phú Xuân và thị trấn Thành Lãng. Đồng chí đề nghị hai địa phương tăng cường công tác tuyên truyền để nhân dân nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm trong công tác bầu cử. Các tiểu ban an ninh tăng cường nắm bắt tình hình an ninh, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, chuẩn bị tốt các phương án, chú trọng công tác phòng dịch để ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân. Cũng trong sáng nay, đồng chí Vũ Trí Giang, tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó trưởng đoàn kiểm tra số 4 đã kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại huyện Yên Lạc. Cùng đi có Đại tá Nguyễn Thế Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Theo báo cáo của Ủy ban Bầu cử huyện Yên Lạc, đến nay 17 trên 17 xã thị trấn đã tổ chức xong hội nghị hiệp thương lần thứ 3. Lập danh sách chính thức 799 người đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham gia ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân, trong đó cấp huyện là 58 người, cấp xã là 741 người. Ủy ban Bầu cử huyện đã thành lập 136 tổ bầu cử và niêm yết danh sách cử tri. Qua kiểm tra, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vũ Trí Giang đề nghị Ủy ban Bầu cử huyện cần xây dựng các phương án chuẩn bị tốt nhất cho công tác bầu cử trên địa bàn, không loại trừ tình huống đột xuất bất ngờ trên tinh thần, không để xảy ra tình trạng bầu lại bầu thêm, rà soát kỹ danh sách người ứng cử và cử tri trên địa bàn, không để xảy ra sai sót chỉnh sửa. Ủy ban Nhân dân huyện cần tăng cường giải quyết đơn thư và kiến nghị của cử tri, tăng cường công tác tuyên truyền để người dân nhận thấy được vai trò trách nhiệm trong công tác bầu cử, đồng thời để người ứng cử cũng nhận thức rõ vai trò nhiệm vụ của người đại diện cho quyền lợi của cử tri và nhân dân. Trước đó, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vũ Trí Giang và các thành viên trong đoàn đã đi kiểm tra thực tế công tác bầu cử tại xã Đồng Văn và xã Văn Tiến. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vũ Trí Giang biểu dương và ghi nhận các địa phương đã thực hiện các nội dung chuẩn bị cho công tác bầu cử khẩn trương, đúng luật, đúng quy trình. Đồng chí đề nghị xã Đồng Văn và xã Văn Tiến cần chủ động nắm tình hình, đảm bảo an toàn an ninh nông thôn, thực hiện rà soát, nắm bắt danh sách cử tri, chuẩn bị hòm phiếu phụ khi cần thiết,
đẩy mạnh công tác tuyên truyền, khắc phục khó khăn, chuẩn bị chu đáo để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp thành công tốt đẹp. Các cấp các ngành cần tổ chức hiệp đồng chặt chẽ, chủ động ứng phó với mọi tình huống theo phương châm 4 tại chỗ, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do thiên tai gây ra. Đó là chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Văn Khước, tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh tại hội nghị triển khai nhiệm vụ phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2021 diễn ra vào chiều nay. Cùng sự hội nghị có đồng chí Trần Thanh Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Phó trưởng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, các thành viên Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh. Theo thống kê, năm qua, toàn tỉnh thiệt hại khoảng 125 tỷ đồng do thiên tai, trong đó riêng thiệt hại trong vụ lốc xoáy ngày 10 tháng 6 của công ty trách nhiệm hữu hạn Kiều Thi Zuma trên địa bàn xã Trung Mỹ, huyện Bình Xuyên, khoảng 90 tỷ đồng. Có 3 vụ cháy rừng xảy ra với diện tích trên 15 hectare, chủ yếu tập trung ở xã Ngọc Thanh, thành phố Phúc Yên. Có 29 vụ cháy nổ làm 3 người thiệt mạng, thiệt hại về tài sản trên 48 tỷ đồng. Tổ chức tìm kiếm cứu nạn 15 vụ, cứu được 20 người, tìm kiếm được 21 thi thể nạn nhân. Nhấn mạnh tình hình thời tiết thiên tai ngày càng có diễn biến bất thường, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Khước đề nghị, năm 2021, các cấp các ngành cần kiện toàn Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp, xây dựng kế hoạch phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn sát với tình hình của mỗi địa phương. Kiểm tra rà soát các công trình hồ đập, đê điều trước mùa bão để phát hiện và khắc phục kịp thời hư hỏng. Chủ động các phương án ứng phó thiên tai theo phương châm 4 tại chỗ. Phối hợp hiệp đồng chặt chẽ trong công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Chuẩn bị và tổ chức tốt diễn tập ứng phó sự cố thiên tai, tìm kiếm cứu nạn huyện Tam Dương năm 2021. Xây dựng phương án đảm bảo giao thông thông suốt trong mọi tình huống, đảm bảo nhân lực, vật lực, phục vụ công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Các huyện, thành phố giám sát các xã phường ven đê trong công tác bảo vệ đê điều, công tác phòng cháy chữa cháy tại cơ sở, ngăn chặn xử lý nghiêm các hành vi vi phạm hành lang đê điều, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do thiên tai gây ra. Ngày 16 tháng 4 năm 2021, Hội nghị Hiệp thương lần thứ 3 bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp. Từ ngày 19 tháng 4 đến ngày 22 tháng 4 năm 2021, sơ kết bước 1 công tác bầu cử. Ngày 28 tháng 4 năm 2021, công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân theo từng đơn vị bầu cử. Từ ngày 28 tháng 4 năm 2021 và kết thúc trước thời điểm bỏ phiếu 24 giờ, người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân thực hiện vận động bầu cử. Ngày 18 tháng 5 năm 2021, các tổ bầu cử phát xong thẻ cử tri có đóng dấu cho từng cử tri. Từ ngày 18 tháng 5 đến ngày 20 tháng 5 năm 2021, sơ kết bước 2 công tác bầu cử. Trước 12 giờ ngày 22 tháng 5 năm 2021, trang trí khu vực bỏ phiếu, phòng bỏ phiếu, thành viên các tổ bầu cử tổng duyệt tại các phòng bỏ phiếu. Ngày Chủ nhật 23 tháng 5 năm 2021, ngày bầu cử toàn quốc đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Sáng nay, Công an tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, 3 năm thực hiện chỉ thị 04 của Bộ Công an và 4 năm thực hiện cuộc vận động xây dựng phong cách người công an nhân dân, bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ. Dự hội nghị có lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Trước khi diễn ra hội nghị, các đại biểu đã dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại nhà lưu niệm Bác Hồ trong khuôn viên Tỉnh ủy. Qua 5 năm thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, 3 năm thực hiện chỉ thị 04 của Bộ Công an và 4 năm thực hiện cuộc vận động xây dựng phong trào người công an nhân dân, bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, hành động của cán bộ, chiến sĩ trong toàn lực lượng công an tỉnh về lễ tiết, tác phong, văn hóa ứng xử với nhân dân. 5 năm qua đã xuất hiện mô hình hay, cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo Bác tiêu biểu như mô hình 50, 3 cần, trong tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19, mô hình câu lạc bộ chiến binh không gian mạng, diễn đàn công an lắng nghe ý kiến nhân dân, điều tra giải quyết triệt để các vụ án vụ việc liên quan đến đề án đấu tranh ngăn chặn các hoạt động xây dựng, lấn chiếm,
tạo lập tài sản trái phép trên đất đã được quy hoạch, giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh. Cùng với đó, việc thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và các cuộc vận động của ngành công an luôn gắn chặt với thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 12, góp phần ngăn chặn các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, vai trò nêu gương của người đứng đầu được phát huy. Nhiều gương cán bộ chiến sĩ công an mưu trí, dũng cảm, tận tụy trong công việc được nhân dân tin tưởng, đánh giá cao. Thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Phúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.